Ngày mới Tuấn xin mến chào đại gia đình thân mến nha. Hôm nay đến với vùng đất Hà Giang này thì được gặp các cô và các thầy và rất là nhiệt tình, vui vẻ, tiếp đón rất là nồng nhiệt. Hôm nay là gọi là cũng là có cái duyên rất là lớn để được gặp được những người thầy bên là trồng người đó, 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người đó. Đó là hôm nay là tôi đã có duyên được gặp các thầy hiệu trưởng ở vùng Cao Bằng, Cao Nguyên Đá. Dạ. Rồi có gì mình mới trình độ học không được cao, nhiều khi nói lộn, nó hơi dở. Tại đường xá nó xa xôi. Hôm nay cá suối chảy chứ chắc này. Mà hôm qua hồi sáng nay đúng ra là tính đâu là đi rồi, nhưng mà thôi chiều đi cũng được. Chiều đi chắc nhiều. Sáng hai người mẫu bỏ rơi rồi. Mới bỏ rơi chứ. Đang đi đường thì đồng chí gọi. Đây là toàn là những cái món này đặc sản Cao Nguyên Đá này cả nhà. Đây này các thầy cô đi câu cá. Cá suối. Suối đá. Vịt bầu. Cái này vịt bầu anh. Thịt cổ ngắn. Còn lợn cắp nách. Lợn cắp nách. Lợn này là lợn đen. Cắp nách. Qua mới ăn xong. Đây là chú Đại. Chú Tiêu Hồng. Chú vừa nãy. Quá là một bữa ăn quá là tình cảm rồi. Quá là tình soạn. Thế hôm nay anh em mình đã đi được chiều nay, anh em mình sẽ tiếp tục lên đồng văn Cao Bằng để thăm cột đầu phía đầu. Cảm ơn các thầy rất nhiều. Khỏe nhá. Làm muối. Mời em mời. Cái này tiêm thuốc. Áo xanh là siêu mẫu đó cô. Siêu mẫu đó. Đây em ăn thử con cá con của. Cảm ơn thầy rất nhiều. Nói thiệt là nãy cũng ăn no rồi thầy. Vâng, no, ăn no thấy là hôm nay thì no thì cũng no rồi, nhưng mà chủ bằng tình cảm. Tình cảm. Cảm ơn thầy rất nhiều. Rất ngon luôn. Đường miếng cá cho biết hương vị cá suối đây bác. Quá. Rất thơm ngon. Giòn ngon. Giòn ngon. Cá này thì có phải trứng thích không? Có trứng không nhỉ? Có trứng đấy. Cá bé này nhưng mà lại có trứng á. Đúng rồi, có trứng này. Có trứng à? Rồi chiều nay lịch trình là mình sẽ đi đâu thầy? Chiều nay mình lên Thủ Là. Chờ Thủ Là và làm xong thì sẽ lên nhà Bao. Nhà Bao có sang nhà Vương. Nhà Vương sau đó là lên Triệu Đồng, còn Phú. Xong quay ra là đi phố cổ Đồng Văn. Sau đó là sang Badonama của Mèo Vạc. Chân đó là mình quay lại Mã Bì Lèn. Ủa đây đi toàn những địa điểm nghe rất là nổi tiếng. Nổi tiếng luôn. Mạng xã hội. Nhưng hôm nay mới lần đầu tiên mới được có cơ hội được đặt chân đến đây. Thế thì chỉ đi được 3 phút nữa. Thôi vậy Tuấn cũng xin chúc cả nhà mình dùng bữa ngon miệng. Chiều để có sức khỏe tiếp tục. Chiều nay tiếp tục hành trình. Mà còn nhiều cả nhà dùng cơm với gia đình luôn cả nhà. Mời cô bác gần xa. Không nên ăn. Quán cá rất ngon. Bây giờ ăn cơm xong rồi hành trình cùng các thầy đi lên các trường ở trên Đồng Văn cả nhà. Phía trước là thầy giáo đang lái xe đó. Thầy hiệu trưởng. Thầy chào cả nhà cái thầy. Chào cả nhà nhá. Thầy là bây giờ là hướng dẫn viên du lịch đó. Vừa là thầy giáo vừa là hướng dẫn viên luôn. Kế bên thầy là có một siêu mẫu đang ngồi sát bên. Đây là dốc đây là cái gì mà sao thấy bắp nhiều quá. Mà núi cao ở trên là núi không?
đèo dốc rồi quanh co hiểm trở hả? Bảo là Hà Giang đó mọi người nhìn thấy cái đường không này, mấy cái đèo sống đường nhỏ xíu vậy mà lỡ mà gặp cái xe đầu kéo thì sao ta? Chắc xe nào đây xe đầu kéo dừng lại. Yeah. Có chứ, chỉ có nét là khoảng có 3 chân 4 chân đi ít lắm. Đầu kéo nhiều chứ. Đường này mà gặp xe đầu kéo thì thôi luôn, khỏi chạy luôn. Từ đây mà mình giáp ranh cửa khẩu Trung Quốc còn xa nữa không thầy? Từ đây 75 cây đó. Trời ơi mấy cái đường này, quanh tròn dữ trời. 75 cây. Cua. Mọi người thấy không? Đường quá tí đi đến cái đoạn mà nó quá dữ dằn luôn á. Cái dốc chín khoanh kìa. Dạ. Đến cái dốc chín khoanh đi xuống cái đường này, cô này, cho Tuấn đến cái đoạn mà nó gần hàng rào của Trung Quốc nó rào ấy, cho Tuấn dừng lại check cái đoạn đấy. Trung Quốc rào mấy cái rào. Trung Quốc rào luôn hả thầy? Ôi giời, rào dọc biên Việt Nam. Vậy là Trung Quốc đề phòng Việt Nam hả? Đề phòng nó đi lại nhiều. Trung Quốc khó tính quá. Khó tính, trẻ chơi với hàng xóm. Không bây giờ. Bây giờ rào hết rồi. Bây giờ người ta rào đi. Không hòa đồng giống như nước bạn Campuchia với Lào. Campuchia với Lào. Trung Quốc này chơi thấy quá, khó tính quá. Không chơi với bạn Việt Nam này. Do cái dịch bệnh đó. Từ do cái dịch bệnh mà ra đó. Dịch bệnh một sau là nó cũng buôn đấy. Dạ. Lượng hàng hóa nhiều. Rào như thế thì không thể buôn lậu nữa rồi. Hai lớp rào kinh khủng lắm. Sau này muốn lắp camera chứ. Có camera luôn. Lắp camera dọc của rào luôn, có cảnh báo luôn giới luôn. Nếu mà mình qua đó mà sơ ý là chết luôn bên gần đó. Gần cái nó cảnh báo rồi, yêu cầu cái này kia ngay. Dạ. Quá dữ rồi. Camera dọc biên. Mà bây giờ hàng hóa hồi sáng ghé chỗ kia mua ít đồ lưu niệm thì nghe anh kia anh nói là hàng hóa ở mình bây giờ là không nhập qua bên Trung Quốc nữa. Không nhập được ấy. Dạ. Đến ngay cái đội sửa chữa cái thứ nó kêu hồi hồi. Nhập từ bên kia sang cũng khó. Vậy là kiểu này là nông dân cũng mệt mỏi luôn á. Dân làm thuê đi, làm thuê chui ngày trước không còn nữa rồi. Dạ. Rồi bây giờ hành trình sẽ tiếp về những đồng văn nha cả nhà. Về Malifeng. 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 Cái bài Malifeng có bài hát của ca sĩ, nhạc sĩ Quách Bem sáng tác á. Có bài, bài đó rất là hay. Thầy Vũ Trần Thuật này. Thầy hát một đoạn cho bạn Tuấn bạn như cả nhà nghe nào. Nhưng mà không có nhà hát đó. Các bạn thì cứ hát một đoạn. Bài nó hay lắm rồi thầy. Cứ hát một cái luôn đi. Anh còn hát một cái cho quay với lại cho cô Trinh cô thầy, nghe. Thầy thuộc bài đó không thầy? Không thuộc. Thầy hát rất hay. Thầy hát một đoạn thôi. Hát thì phải có chữ hát mới dễ. Không cần gì chữ, hát một đoạn thôi. Rồi cả nhà cùng tiến về phía trước nha. Mình sẽ đến nơi sẽ quay tiếp cho cả nhà coi. Đây là cũng là thuộc là gọi là cao nguyên đá đó. Nãy giờ đi rồi thấy đá không? Mấy cái núi đá. Vậy là hồi cách đây mấy tháng là có một đoàn đi khắc chữ A Di Đà Phật khắp cái dãy núi này luôn thầy. Nó khắp dãy núi luôn. Cứ một đoạn nó hơn 2000. Mà nãy giờ đi chưa thấy chữ nào. Không xóa rồi. Đây này. Đây nó xóa. Đúng rồi. Cái này vẽ bằng sơn mà. Sơn được trắng hết. Dạ. Có phải nguyên mình đâu cái thì không biết là bởi vì Sapa đấy. Nhưng mà ai là người đứng ra xóa? Nên xóa thì chính quyền địa phương thì người ta xóa đi. Dạ. Ui trời đá không? Chứ không phải là người dân. Xung quanh đi là những dãy núi đá không? Xe hỏng, một chiếc xe đang bị hỏng. Đây người hỏng xe nhiều lúc đợi mất. Ở đây thở chắc hiếm lắm mà thầy. Lại gọi thợ Đồng Văn hay Yên Minh lên. Bây giờ đi là thấy toàn là đá không à? Không có thấy gì ngoài đá. Có những cái xe nó hỏng lớn thì có mà đợi cả tháng gửi hạ đồ cho kia lên. Đợi vài ngày thì chuyện bình thường. Mọi người nhìn thấy không? Những cái đoàn khúc cua cong vòng như thế này. Chỉ sợ là những xe tải nặng đổ dốc ta sẽ thắng nhiều là sẽ dễ mất hay phanh, hay bị mất phanh rất nguy hiểm. Mất phanh nguy hiểm lắm. Xe du lịch thì không sợ nhưng mà xe mấy xe tải nặng là rất nguy hiểm. Rồi bây giờ đến trường rồi cả nhà. Đây là trường, giờ vô công tác.
trao quà quà đó. Đây là quà đó, quỹ từ thiện Thiên Thành. Đây công ty F1 mọi người. Nhớ cái logo này nha cả nhà. Đó là công ty luôn đó. Nhớ nha cả nhà. Ô AF1, AF2 nữa. Rồi. Quỹ Thiên Thành. Rồi cái laptop máy tính để cho các em học sinh học. Nhiều một tí đến cái khu vực nhà của Vương như là nhiều cô sinh á. Có cô là hướng dẫn viên, cô ấy xin gái nắm tay cái kỳ tương kia. Phải nắm chụp chưa? Sáng dự kiến đã chụp chưa? Dạ chụp rồi anh. Tí anh chụp chưa? Nhiều nhất nhóm đây. Nhiều đó chả coi là trường em khó khăn hơn nên là các chị ở bên này thì mình thấy có cái đây, mấy cái ngôi nhà đây mọi người thấy không, đây rất là đặc biệt. Ở đây người ta xây kiểu nhà giống kiểu như nhà giống nhà mấy cái nhà bên Trung Quốc á. Cái phong tục tập quán ở người dân khu vực này thì bị nhiễm người Trung Quốc này từ cái nhà đó mọi người thấy không, xây không khác gì nhà Trung Quốc, mấy cái kiểu nhà bên Trung Quốc á. Để mình sẽ đi ra đây mình quay cái nhà cho mọi người coi. Thì mình quay cái máy vô rồ nó bị hết pin đó cả nhà. Đây, đó mọi người thấy không? Những ngôi nhà này nè. Cái giống y như nhà kiểu ấy đó, rất là độc lạ. Đây mọi người nhìn nè. Từ cái thiết kế chi tiết nè. Đó. Mọi người có thể nhìn thấy kỹ đi, so sánh với những cái nhà bên Trung Quốc. Rồi bây giờ thời gian cũng không còn nhiều. Còn đây là cái nhà này, nhà đất nè cả nhà. Đó, nhà là bằng đất nè. Bây giờ mình thời gian cũng không còn nhiều, mình tranh thủ đi cả nhà. Rồi tí nữa có gì hay quay tiếp cho cả nhà coi nha. Ngay khu vực này là nguyên một thiên đường đá luôn mọi người. Đá, ngay dưới đá có mấy cái cây bông rất đẹp. Đây có bán khoai lang rồi, một khoai lang ăn. Khoai lang chín cho em. Khoai lang chín hết rồi anh ạ. Chín hả? Lấy cho anh mấy củ à. Anh mang đi ạ. Mang đi. Vâng, anh lấy. Đây. Thử đặc sản đủ các miền. 6, 7. Lấy mấy củ đi em ạ. Vâng ạ, anh cứ lấy. Lấy mấy củ ra đừng lấy nhiều. Lấy 6, 7 củ gì đây em. Dạ. Không, lấy mấy củ thôi. Hai củ ăn chơi thôi. Củ ăn trắng miệng. Lót dạ. Anh tự chọn đi. Em cứ lấy đi. Lấy à? Chọn nắng nóng. Chính là được rồi, đứng sống là được. Cái này bọn em lột qua nướng hết nên là nó. À lột sẵn rồi hả? Vâng. Nên là củ nào cũng chín hết rồi. Lột xong mình nướng à? Vâng ạ. Tôi tưởng nướng xong luộc ấy. Hỏi như hỏi đấy ạ. Anh hỏi rất đúng đấy. Thật quê anh là nướng xong luộc. Lấy hết luôn đi em. Bao nhiêu tiền hết? Củ to là 10, củ bé là 5.000 ạ. Ừ, lấy hết đi. Ừ, trong anh thấy mất một củ to đây. Đây to mà anh. Cho một cái túi nữa. Thấy mất một củ to đây. Này, anh nào ăn dưa chuột. À? Anh. Dưa chuột ăn cho nó mất rồi đấy. Tôi cầm đi, chia xe con mà. Em là người gì? Em là người Tục Mông ạ. Tục Mông. Đây là cái chỗ cao nguyên, cái này là khu vực này là chiên đá. Qua khỏi khúc này là sẽ lên Lũng Cúng. Mà cái trái dừa ở đây cũng bự hơn trái dừa trong đó nữa. Nhiều hết em? 8.000 ạ. Anh ơi. Rồi, cảm ơn em. Biết xem rồi. Chuẩn bị lên được. Bây giờ Tuấn đang tới đây là vua mèo á mọi người. Vua mèo hồi xưa á. Ủa con, ở đây là mình là gì? Vua mèo hả? Vua mèo hả? Này mình ba bông này là bông gì đây? Bông bò đi, chấm bông... chú trước mà chấm bông bò này đi. Bông đẹp quá ha. Chú chấm bông bò nữa đi. Rồi, ok ok, mà. Đây là mấy người, đây tổng cộng mấy đứa. Đây rồi. Cầm đi. Chú chấm bông bò nữa đi. 1 2 3 4 5 6 7. 7 người ha. Thì chú một bó là bao nhiêu tiền? 10.000. Thôi vậy giờ chú mua mà giờ chú không có chỗ để, giờ cứ 7 người là 70 nha. Thì chú được bảy đứa chia ra nha, mỗi người 10.000 chia đều ra. Rồi coi như là chú mua một bó bông á, nhưng mà giờ chú không có lấy, tại giờ chú đâu có không có chỗ cầm, cứ giữ đây.
chia ra, chia đều ra nha. Bây giờ này quay cái máy GoPro tự nhiên nó bị hư thẻ mọi người ơi. Xui quá. Giờ phải xài cái điện thoại luôn. Chắc quay chắc không rõ. Bây giờ mình đi khám phá cái nhà vua mèo như thế nào. Dưới này thì có bán rất là nhiều đặc sản đây. Táo mèo rồi đủ các loại đồ rừng. Tí nữa xuống coi coi. Dao mèo nữa. Giờ mình lên khu du lịch nữa cả nhà. Lần đầu tiên đặt chân đến đất này thì thấy cảm thấy rất là ấn tượng. Rồi tí chú mua. Ở đây rất là khổ cả nhà. Rất là nhiều thứ phức tạp. Đây là cái cổng đình, cổng vô nhà vua này. Đây là vua mèo hồi xưa đấy. Vị vua này chắc cũng có bản lĩnh đây mình mới được nhiều người tôn sùng chứ không phải đơn giản đâu. Đây là đền vua mèo đúng không thầy? Dinh thự ha. Vua mèo này hồi xưa không biết có sao vậy? Đây là nó nhìn thấy ra những cái này là rất là lâu đời này. Những cái gỗ mình thấy là mục hết rồi. Nhưng, vẫn còn nguyên vẹn. Đúng là đặc biệt luôn. Vị vua mèo này chắc hồi xưa chắc cũng bản lĩnh đầy mình á. Không phải đơn giản đâu. Văn võ song toàn không hả thầy? Vua này có võ không thầy? Ông này thì có văn và phải có võ luôn chứ đúng không? Ông này thì theo sử sách thì cũng không nhắc đến việc là ông có võ không. Thường là vua là phải văn võ song toàn ha. Đây là những cái nhà gỗ. Có cần làm caramel không? Anh làm caramel cho. Nay mình đi theo đó, đây có hai người mẫu của công ty. Cảnh này thấy rất là yên bình và bình yên. Thử ngủ đây một đêm coi có thấy vua về không ta. Đây, mình tiến vô trong bên này thì sẽ thấy đây là cái bàn làm việc của vua hồi xưa nè cả nhà. Đây mọi người thấy không? Thấy cái chữ nè, viết nè, bàn làm việc nè. Đây là cái bàn làm việc của vua đó. Rồi, xung quanh đều là xài là toàn là gỗ quý không à cả nhà. Đó. Nhà thấy không? Rất là đặc biệt. Còn những cái đường điện này là sau này người ta mới lắp đặt thêm thôi. Chứ hồi xưa là không có những đường điện này nha cả nhà. Xưa là xài bằng đèn đốt. Đây. Trên này thì nóc bằng ngói. Rất là Tuấn xin phép được tham quan nhà của vua mèo một xíu. Thì có gì vua có còn xung quanh đây thì hãy cho Tuấn quay cận cảnh một xíu nha. Có gì sai trái thì mong vua bỏ qua cho Tuấn. Xung quanh cảnh quan rất là công phu. Từ cái gỗ, từ cái cửa làm lên một cái nhà như vậy rất là đặc biệt. Và cái nhà này là hồi xưa là không phải dùng xi măng đâu nha cả nhà. Cái này là đắp bằng cái gì đó mình cũng không biết nữa. Xây bằng cái gì đây này. Những cái bức xây này. Du khách tới rất là đông. Rồi bây giờ Tuấn xuống tới đây thử coi. Ngay đây thì có một cái nhìn cái cảnh kiểu rất là công phu. Với cái thời xưa thì đây những cái cánh cửa gỗ mà tới giờ này vẫn còn thì quá là công phu luôn. Thôi xin mang
phép được đi xuống rồi cả nhà ơi. Đây là bàn thờ của vua Mèo nha cả nhà. Tướng nó rất là oai phong lẫm liệt ha. Lâu đời lắm rồi. Ở đây tại sao ở đây thường thường người ta hay dán những cái lá màu vàng màu đỏ sao? Không hiểu. Bùa của người dân tộc. Đây dòng họ của nhà vua đây. Cháu trong đó. Con trai Vương Chí Sinh 953. Vậy là con cháu nhà vua Mèo vẫn còn sống ở gần đây đúng không thầy? Vẫn còn. Bây giờ con cháu đời bao nhiêu bên Nam Trung? À, con cháu nhà ông bây giờ ở bên Mỹ luôn rồi thầy. Dữ vậy? Được qua Mỹ luôn. Rộng quá, đúng là cái dinh thự mà. Thì ông này hồi xưa là cũng là bản lĩnh đầy mình á, phải giỡn đâu. Đây, ông Vương Chính cùng các bà vợ và bà vợ thứ ủa bà mấy đời vợ luôn, nhiều đời vợ quá. Đây là ông đây. Đây bán đủ loại đặc sản của Hà Giang đây. Vua Mèo. Ủa cái vua Mèo này có từ năm bao nhiêu cô? Lâu đời không? Không rành. Cái này là cái tam thất đúng không cô? Bệnh về là nhiêu tiền? 1 ký 1 triệu. Đủ loại ha. Đủ các loại ha. Đa năng luôn. Bây giờ đoàn người ta chờ lâu quá. Chắc phải đi thôi. Này là cái này là cái gì cô? Khén hả? Như này nhiêu bịch à? Lấy cho 2 bịch đi. Rồi. Lấy cho lấy thảo đi cho vui. Rồi đi. Để đoàn người ta chờ. Sau khi thăm vua Mèo xong rồi thì hành trình của đoàn giờ tiếp tục đi lên đỉnh núi cao nhất Việt Nam, Lũng Cú. Thì mời mọi người cùng đón xem hành trình tiếp theo và hàng rào biên giới Việt Trung. Rồi, tôi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào một clip mới nhất nha. Rồi, chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hàng rào biên giới Việt Trung nó gần ngay đường mà.